Hộp giảm tốc ca tải nặng K97 thì thông thường là trục dương ở đây là 70 mm. Thông thường là lắp với động cơ điện khoảng chừng 11 kW hoặc 15 kW. Tỷ số truyền thông dụng là tầm I30 hoặc I60. Đây là trục vào 42, vừa với motor 20 ngựa hoặc là 15 ngựa. Cấu tạo bên trong thì bánh răng cuốn nó dày đặc như này để nó chuyên chịu lực tải nặng. Sản phẩm chất lượng châu Âu, bảo hành thường là trên 2 năm.